Tối ngày 1 tháng 12, tuyển Bỉ có hiệp đấu hay nhất từ đầu giải. Trong thế trận buộc phải thắng Croatia ở lượt đấu cuối vòng bảng, Quỷ đỏ liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 2. Tuy nhiên, cơ hội thì cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của các chân sút áo đỏ. Ở đó, Romelu Lukaku thực sự là đáng trách. Cạn lời, đó chính xác là những gì có thể mô tả về Romelu Lukaku trước Croatia. Tiền đạo 29 tuổi được huấn luyện viên Roberto Martinez trao gửi toàn bộ niềm tin khi vào sân trong hiệp 2, trông chờ cầu thủ này có thể cứu rỗi đội tuyển Bỉ ở tình cảnh ngặt nghèo. Dù vậy, sự vụng về đến thảm hại của Lukaku đã nhấn chìm hoàn toàn thế hệ vàng của Bỉ trên sân Ahmad Bin Ali. Lukaku đã sở hữu ít nhất 3 cơ hội 10-10 để giúp Bỉ có thể chọc thủng lưới Croatia, nhưng anh đều biến chúng thành các pha bỏ lỡ hài hước và chắc chắn sẽ được người hâm mộ nhớ đến mãi, thậm chí là lưu danh sử sách. Tình huống đầu tiên đến ở phút thứ 61 khi Lukaku sút bằng chân phải rất căng trong vòng cấm, đưa bóng dội cột dọc Croatia. Đây là pha bóng mà cựu cầu thủ của Man United không bị ai kèm, đồng thời có cả không gian lẫn thời gian. Ngay sau đó, Lukaku đánh đầu lên trời khi thủ thành phía Croatia đã đứng bất động. Xem lại băng ghi hình, bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi Kevin De Bruyne chuyển vào, song chừng đó cũng đủ thấy khả năng săn bàn cực kỳ yếu kém của Lukaku. Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở phút cuối trận khi Lukaku liên tiếp ném đi những cơ hội vàng của Bỉ. Phút 87, Thomas Meunier chuyền vào rất hay, nhưng Lukaku lại đệm bóng một chạm đi chạch cột dọc ở cự ly rất gần. Ngán ngẩm nhất chắc chắn phải kể đến tình huống ở phút 90 khi Thorgan Hazard căng vào quá thuận lợi. Dù vậy ở cự ly chỉ chừng 3m mà thôi và phía trước là cầu môn bỏ trống, Lukaku lại giật mình để bóng đập vào ngực và thủ thành Croatia dễ dàng ôm gọn. Một khoảnh khắc bỏ lỡ thực sự là khó tin của Lukaku, khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng. Lukaku có thể báo chữ rằng vì anh mới trở lại từ chấn thương nên chưa đạt được phong độ hay cảm giác bóng tốt nhất. Thế nhưng, thật khó để chấp nhận bất cứ lý do nào bởi đó gần như đều là các pha bóng theo kiểu dọn cỗ. Điều đáng nói, việc Lukaku vụng về như vậy vốn đã không phải là điều gì lạ lẫm bởi người hâm mộ đã quá quen với những pha xử lý hài hước, những cái ôm đầu và cái mồm há hốc mà tiền đạo này thể hiện trong màu áo của Man United và Inter Milan. Bỉ đã dừng bước ở World Cup 2022 ngay từ vòng bảng và Lukaku chắc chắn là tội đồ lớn nhất. Sẽ có nhiều cái giá như được nhắc đến, trong đó bao gồm cả điều ước giá như Lukaku đánh mất mình trước Croatia thì mọi chuyện có thể đã khác. Bỉ đã thi đấu rất nỗ lực trước Croatia, đặc biệt trong giai đoạn cuối trận, nhưng sự khác biệt Lukaku đã khiến họ phải nhận cái kết buồn. Có ý kiến cho rằng Lukaku gặp chấn thương từ ngày 29 tháng 10 tại Serie A và không có lần đá chính nào kể từ đó cho đến nay, nên những pha xử lý của anh không thực sự chính xác. Thế nhưng việc Lukaku vụng về ra sao thì không phải câu chuyện mới. Tại Euro 2020, cầu thủ thuộc biên chế Chelsea cũng là nguyên nhân khiến đội tuyển Bỉ thất bại trước Italia ở tứ kết. Nhiều người vẫn chưa quên pha hỏng ăn kinh điển của Lukaku trước nhà vô địch châu Âu. Khi trước mặt là khung thành trống tương tự như trận đấu với Croatia, anh lại giật mình sút bóng ra ngoài. Ở khoảnh khắc quan trọng nhất, mũi nhọn này không chứng minh được giá trị. Sự vụng về, lóng ngóng trước khung thành đã đeo bám Lukaku từ lâu rồi. Thật khó để tưởng tượng một tiền đạo luôn khẳng định bản thân đẳng cấp lại xử lý rất nghiệp dư. Nếu Lukaku ghi bàn, mọi chuyện đã khác với đội tuyển Bỉ. Hè 2021, Chelsea chi số tiền kỷ lục 97,5 triệu bảng để đưa Lukaku trở lại Stamford Bridge. Tưởng chừng như Lukaku sẽ bước vào giai đoạn đỉnh cao và thăng hoa của sự nghiệp. Dù vậy, anh chật vật trong màu áo Chelsea và sớm bị đẩy ngược lại Inter Milan dưới dạng cho mượn. Trong ngày Lukaku gây thất vọng, đội tuyển Bỉ phải chia tay World Cup sớm. Họ rời giải khi chỉ ghi được một bàn trong chiến thắng trước Canada, không thể vượt qua nổi vòng bảng. Ký ức về thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ giờ chỉ toàn là nỗi đau. Và trong những lần Quỷ đỏ thất bại gần đây, trách nhiệm của Lukaku luôn rất lớn. Thay vì là người hùng, anh được nhớ đến với những pha hỏng ăn khó tin. Lukaku có lẽ chỉ làm được đến thế thôi. Đôi lúc, chân sút này tỏa sáng với những tình huống thể hiện sức mạnh, sự càn lướt khiến đối thủ gục ngã. Xong, lúc người ta cần Lukaku thực hiện công việc quan trọng nhất của mình là ghi bàn, thì anh lại thất bại.